Real Madrid đang biến về nhưng có biến về thành công hay không đây, đó lại là một câu chuyện khác. Valdez đang đến đã biết vị trí Real Madrid, Real Madrid đang cố đang lết, Valdez đang dí Real Madrid và Real Madrid đã phải nằm xuống. Cái vấn đề là Real Madrid không có đăng ký kênh của đệ tứ. Bài đến sử dụng hành trình siêu tốc và cái lốc chân không cứu rẻ lượng máu rất nhiều, Valdez vẫn có thể chạy thoát được. Tức quá đi mà, nhưng không sao, Madrid đang đến hạ ngục thành công. Valdez thay thế cho mình, quỷ kiếm đến từ Ari cứu rẻ rất nhiều vào Madrid, nhưng vấn đề là Madrid đang rất râu. Mr. Pride đang đến mà sử dụng cái hành trình siêu tốc táo chạy rút lui thành công. Quýt đang đến, Quýt đang hỗ trợ cho Mát nhưng quá trễ rồi, Mát đã phải hy sinh tại khu vực này. Quýt đang truy đuổi Superman nhưng không thể nào truy đuổi được một siêu anh hùng. Giao tranh lớn nó nổ ra tại khu vực rồng và những thành viên team mình đã mất đi. Mình lao đến sử dụng cái hành trình siêu tốc bật cho mình cái lốc chân không, hút thành công hai thành viên team bạn. Real Ma là người đầu tiên làm xuống và Violet lên bảng với một cái tê tái vào đầu. Củ Vĩ sử dụng tốc biến để tháo chạy Rui nhưng có về được hay không đây lại là một câu chuyện khác. Sử dụng cái biến ảnh để cầu kéo thời gian, đây chính là siêu anh hùng bạn ơi. Lao đến hành trình siêu tốc liên hoàn đấm giật về cứu rẻ lần hai, triple kill. Giao tranh lớn nổ ra tại khu vực mid và đó chính là Eri lao vào bật cho mình cái long kiếm mà cô ấy đang bị trụ bắn rất thấm. Cô ấy là người đầu tiên nằm xuống tại khu vực này, lao đến bằng cái hành trình siêu tốc bật cho mình cái lốc chân không, hút thành công ba thành viên team bạn, triple kill. Thủy thần được bật cứu rẻ tấn công rất nhiều vào khỉ là người thứ tư qua kill. Mát anh ấy đang biến về và những gì chúng tôi có thể làm đó chính là cầu nguyện và hy vọng rằng anh ấy có thể toàn thay trở về mà thôi. Anh ấy đã bị phát hiện bởi Eri, Joker, Superman và cả Mr. Fly, máu tuột dần không phanh và đã phải nằm xuống sử dụng cái hành trình siêu tốc lao đến bật cái lốc chân không, hút thành công bốn thành viên team bạn, hạ ngục bốn người. Cái quái gì đang xảy ra đây? What a kill, unbelievable. Hãy xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một vị tướng sắp sửa về Việt Nam và theo mình đánh giá đây là một vị tướng quá ảo diệu đi. The Last, một vị tướng phải nói là có lối đánh rất ảo diệu và mình thích những vị tướng như vậy. Mình thích những vị tướng có lối đánh ảo diệu bởi vì chúng ta có thể cân tem, có thể gánh tem cùng với đồng đội ha. Đây là một vị tướng phải nói là rất cơ động và mình khẳng định rằng cho dù vị tướng này nằm trong kho báu, nằm trong đá quý và bán với giá là 5 triệu đồng đi chăng nữa đi thì mình vẫn sẽ mua cái vị tướng này bởi vì nó quá mạnh đi. Trừ phi một điều về bản chính thức Việt Nam á, là nó sẽ bị giảm sức mạnh thì điều đó mình cần phải suy nghĩ lại ha. Chứ nếu như mà vẫn để sức mạnh này á thì mình sẽ phải mua vị tướng này đi bởi vì nó quá ảo diệu đi. Rồi không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào chi tiết bộ kỹ năng của vị tướng này. Đầu tiên đó chính là nội tại thần tốc lực, nghĩa là sau 20m di chuyển, sau 20m di chuyển không lẽ giờ tôi lấy thước tôi đo à? Không, các bạn cứ di chuyển thoải mái và các bạn sẽ sử dụng cái chiêu mộ với tức là cái hành trình siêu tốc này nè để có thể kích hoạt được cái nội tại của nó. Hành trình siêu tốc là gì mình sẽ trình bày sau cho các bạn nha. Các bạn cứ hiểu cái nội tại của con này là sau 20m di chuyển sẽ được cường hóa cái đòn đánh thường kế tiếp và gây thêm một lượng sát thương phép cũng như là cộng một lớp giáp là tương đối. Đó, rất là mạnh ở cái giai đoạn là nội tại thôi. Rồi cái chiêu đầu tiên của The Last đó chính là hành trình siêu tốc. Hành trình siêu tốc nghĩa là The Last sẽ lướt đến theo cái hướng chỉ định của chúng ta, gây thêm một cái lượng sát thương phép và làm chậm mục tiêu hết 30% tốc chạy trong vòng 1,5 giây nha. Và chúng ta có cái dấu ấn ở cái điểm xuất phát ban đầu đấy. Nếu chúng ta kích hoạt cái chiêu 1 lại lần nữa thì chúng ta sẽ giật dê tiếp tục gây thêm một lượng sát thương phép nữa và những kẻ địch nào trúng hai lần liên tiếp thì sẽ bị cộng vô một lượng sát thương phép nữa nhé. Vâng, và đó chính là miếng ngồi rất béo bở chúng ta. Anh ấy bật cái chiêu 2 bịp bọt và hết đường lùi rẹo mời lao đến sử dụng liên hoàn đấm đại bác từ Joker không có sát thương, đang cố gắng lết về nhà hồi máu được dùng nhưng vấn đề là mình chưa có được level 4 băng trụ lên mời. Có level 4 rồi, bật cái lốc chân không hạ ngục anh ấy một cách rất là easy. Điểm hạ ngục đầu tiên dành cho đậu xanh TV. Đấy các bạn thấy không, The Last là một trong những vị tướng không hề ngao ngán trụ khi mà chúng ta có được cái chiêu cuối tức là lốc chân không đấy các bạn. Có được cái chiêu cuối là băng trụ thoải mái xả láng luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bộ kỹ năng tiếp nè. Cái chiêu thứ hai của The Last á, cái tên hoa mỹ á, thì người ta gọi là cú đấm chớp nhón, nhưng mà mình không có thích gọi tên này, mình thích gọi một cái tên thân thuộc là như thế này, đó là liên hoàn đấm. Liên hoàn đấm, vì vậy khi mà mình nhắc đến liên hoàn đấm thì các bạn hãy liên tưởng đến là nó là cái chiêu 2 mang tên là cú đấm chớp nhón nhá. Và cái bộ kỹ năng của cái chiêu 2 này nó là như thế này, đó là The Last sẽ liên tiếp đấm 5 đòn liên tiếp nha, gây thêm một lượng sát thương phép và cái đòn đánh cuối cùng nó sẽ mang cái sát thương là gấp đôi. Đó, cái chiêu cuối cùng
của vị tướng này đó chính là lốc chân không. The Last sẽ chạy vòng và tạo thành một cái cơn bão, một cơn lốc, và những kẻ địch nằm trong cái tầm phạm vi này sẽ bị một lượng sát thương phép cực kỳ khủng làm chậm tốc chạy, cũng như là sau cái khoảng thời gian mà tung cơn lốc á, The Last cái cơn lốc này sẽ tự động hút những kẻ địch gần gần đó hút vào cái tâm bão đi, gây thêm một lượng sát thương phép nữa. Và trong cái khoảng thời gian này chúng ta có thể điều khiển cái hướng di chuyển của cái cơn lốc của một cái cơn bão này đây. Đó, phải nói là rất là ảo diệu, tung cái chiêu này lên là đảm bảo có mạng ngay và luôn thôi. Ryoma đang biến về, nhưng có biến về thành công hay không đây, đó lại là một câu chuyện khác. Và Oblet đang đến đã biết vị trí Ryoma, Ryoma đang cố đang lết và Oblet đang dí Ryoma, và Ryoma đã phải nằm xuống. Cái vấn đề là Ryoma không có đăng ký kênh của đệ tử bài đến sử dụng hành trình siêu tốc và cái lốc chân không cứu rẻ lượng máu rất nhiều, và Oblet vẫn có thể chạy thoát được. Tức quá đi mà, nhưng không sao, Mart đang đến hạ ngục thành công và Oblet thay thế cho mình. Quỷ kiếm đến từ Ari cứu rẻ rất nhiều vào Mart, nhưng vấn đề là Mart đang rất râu. Victor Pride đang đến và sử dụng cái hành trình siêu tốc táo chạy rút lui thành công. Quýt đang đến, Quýt đang hỗ trợ cho Matt, nhưng quá trễ rồi, Matt đã phải hy sinh tại khu vực này. Quýt đang truy đuổi Super Bear nhưng không thể nào truy đuổi được một siêu anh hùng đâu bạn ạ. À, tình hình hiện tại đang hòa hoãn trở lại với nhau. Cái điểm lưu ý đầu tiên dành cho các bạn là như thế này, đó là khi mà chúng ta gặp bất kỳ cái tình huống nguy hiểm nào thì các bạn hãy bật ngay và luôn cho mình cái chiêu đó là hành trình siêu tốc, và bật các bạn cần phải có sự khôn khéo và suy nghĩ trong cái thao tác bật nha. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta cần phải di chuyển đến những cái vị trí thích hợp, chẳng hạn như là các bạn bật xuyên qua những cái địa hình đó nha, địa hình, địa thế, vách đá, vách núi gì đó, chứ đừng có bật ở một cái vị trí nó là quá thông thoáng đi, đừng có định hướng ngay ở một cái vị trí nào quá thông thoáng, đối phương có thể dễ dàng biết được điều đó thì không nên. Chúng ta cần phải định hướng ngay ở những chỗ xuyên tường, xuyên núi gì nhá. Đó chính là Violet lao đến bằng cái hành trình siêu tốc giật bóng lui về, chủ yếu là cấu rễ từ xa đạm lính mà thôi. Mình chưa chọn giải pháp là tấn công bởi vì thời cơ chưa chín muồi. Joker đang đến bắn bằng cái đại bác của mình, đặt cho mình một quả bom cười, lao đến hành trình siêu tốc mở ngay cái lốc chân không, chắc chắn rằng anh ấy sẽ phải nằm xuống. Nhưng vấn đề là Violet đang bắn mình rất nhiều đại bác cấu rễ từ xa bằng nạn xuyên thấu, máu mình đang còn rất thấp, mình chọn giải pháp là rút lui, đó là một thượng sách. Cái điểm lưu ý thứ hai là như thế này, ngày xưa ông bà ta hay nói rằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vâng, và chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ được sức mạnh của chúng ta là như thế nào, chúng ta canh chỉnh lượng đam như thế nào. The Last chỉ thực sự là một vị tướng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta có được chiêu cuối, tức là lốc chân không. Khi có được chiêu cuối rồi, bạn có thể băng trụ một cách thoải mái, nhưng cần phải suy nghĩ trước khi băng. Phải cái gì cũng vậy, cần phải chừa một cái đường lui nha các bạn. Nhớ nha, chỉ băng trụ khi có chiêu cuối. Mâu thuẫn lại tiếp tục nổ ra tại khu vực rừng mid, và Quýt là người đầu tiên bốc hơi tại khu vực này, sử dụng hành trình siêu tốc ám sát thành công Joker team bạn, và Joker đang bị dí và anh ấy đang bị cuốn vào cái lốc chân không, là người đầu tiên nằm xuống. Eri đang solo kill nhưng lượng sát thương là chưa đủ, đậu xanh nó Eri một hit nữa thôi. Violet đang phải solo kill và tấn công hai thành viên team mình, nhất kích tức xét và loạn trảm rất chuẩn vào cô ấy, nhưng cô ấy lên đồ cái giống đách gì mà lại trâu như vậy. Cô ấy có thể cân hai và cô ấy đang ôm trụ bắn rất thấm vào những thành viên team mình. Superman đang đến và cái giải pháp tối ưu cho team mình bây giờ đó là biến về và chuẩn bị cho một đợt giao tranh tổng kế tiếp. Còn 3 giây nữa mình sẽ được hồi sinh và mình sẽ cố gắng đánh tập trung để không phạm phải một sai lầm nào nữa. Và tại khu vực rừng mít thì Matt cùng với Superman đang solo kill với nhau. Không, đó chỉ là những chiêu giao xả mà thôi. Tình hình vẫn đang hòa hoãn. Cướp anh em ơi, và đây chính là Butterfly và cô ấy đang cướp rừng, và mình khẳng định rằng cô ấy không có đăng ký kênh của đệ tử này. Đại bác lên từ Whip bắn rất chuẩn vào Butterfly đang cố gắng lết về nhà, nhưng cô ấy lết đi đâu, chui vào bụi, tưởng mình tàn hình chăng, nhưng muộn rồi em ơi. Và đây chính là một cái kết rất có hậu dành cho những tên trộm cướp. Cuộc đụng độ lại tiếp tục nổ ra tại khu vực rừng mít. Ba thành viên tiểu bạn đang muốn lấy trụ chăn ám sát thành công Violet, bật cho mình cái lốc chân không và cô ấy là người đầu tiên bốc hơi tại khu vực này. Joker thì sao, cấu rẻ bằng nội tại, mở cho mình cái bơm cười cấu rẻ từ xa bằng đại bác rất thấm. Mình cứ ngỡ anh ấy là Hanzo không đấy, anh ấy bắn rất chuẩn. Matt lao đến như một vị thần và cũng sẽ bốc hơi với tốc độ nhanh chóng như một vị thần mà thôi. Một pha xử lý quá là hổ báo đến từ Matt, anh ấy nên về đăng ký kênh của đệ tứ đi đà vừa. Còn Whip thì sao, những đòn sát thương đến từ Whip là sát thương vật lý và đang bị Joker bắn rất chuẩn, và Joker đang hạ ngục thành công Whip. Joker chơi quá ghê đi. Còn tại khu vực đường trên thì Ryoma đang bị dí rất nhiều đến từ Eri, anh ấy đang phải ôm trụ, nhưng có ôm thành công hay không đây, đó lại là một vấn đề lớn các bạn ơi. Mình định băng trụ nhưng lượng sát thương là chưa đủ, mình khẳng định như vậy đấy. Mình chọn giải pháp an toàn là vào rừng farm quái. Rat team mình đã rời trận rồi và tình thế đang rất là eo hẹp, là 5-4 các bạn ơi. Tại khu vực đường trên, Ryoma và Eri đang solo kill với nhau. Ryoma má vùng rất thấp và anh ấy đã phải nằm xuống tại khu vực này. Joker thì sao, hổ báo băng trụ, đặt một quả
bơm cười kịp bật cái chiêu cuối lóc chân không, xóa bỏ và vùng sát đưa từ bơm cười. Máu còn tầm khoảng 10 máu đang cố gắng lết về nhà, nhưng Superman đang cố gắng truy đuổi nhưng không thể nào truy đuổi được một siêu anh hùng Flash. Với một cái tốc độ thần thánh, mình đã trở về nhà một cách an toàn. Superman đang rất là lạc lõng trong khu rừng của chúng tôi. Joker đã hoàn thành cái kế hoạch lấy đi cái trụ thứ hai khu vực rừng mít, và chắc chắn rằng các bạn ấy đang rất tự hào, tự cao với những gì mà mình đạt được. Whip, cô ấy đang cố gắng trấn thủ bảo vệ con bùa thuật sĩ dành cho mình. Con bùa thuật sĩ đang được ăn bởi Butterfly. Butterfly lao đến, con bùa thuật sĩ vẫn còn và thuộc về đấu danh CV. Butterfly lên bảng bởi một pha KS rất là thần thánh đến từ Mars. Vào lét, cô ấy lao đến sử dụng cái đạn xuyên đấu tháo chạy rút lui thành công. Eri dùng phi tiêu lao đến kiếm vũ bật luôn long kiếm. Lượng máu Ryuma rất thấp, Ryuma nằm xuống. Vấn đề là lóc chân không được thi triển và sẽ hạ ngục thành công vào lét là điều đương nhiên. Nhưng vấn đề là mình đã bị một cái pha double xuyên hạ ngục bởi vì cái sức sát thương đến từ TX của Superman cũng như là cái kiếm vũ đến từ Eri. Nguồn sát thương là quá khủng khiếp đi, và chỉ còn Sweep trấn thủ tại cái trụ cuối cùng khu vực đường mid này. Anh ấy phải chiến đấu với cái đầu lạnh và đòi hỏi anh ấy cần phải tập trung cao độ mới có thể bảo vệ được cái trụ này, và mình rất mong rằng anh ấy có thể trụ được cho đến khi nào đồng đội hồi sinh thì thôi. Các nước của anh em ơi, xin phép anh em cho dài dây uống nước nha. Rồi, vô nè. Wow wow, có kèo đây chính là anh bạn Superman, và mình khẳng định rằng anh bạn này không biết đến kênh đệ tứ cũng như là không có đăng ký kênh đệ tứ này, và đây sẽ là cái kết dành cho anh ấy. Và nếu như mà anh ấy có đăng ký kênh đệ tứ, anh ấy đã biết được một cái quy tắc bất di bất dịch, đó là khi máu bạn còn dưới 1000 máu, bạn nên chạy bộ lội bộ về đi chứ đừng có đứng biến về, và thậm chí là tham ăn những con quái rừng nha. Tại khu vực rừng kinh công bị giao tranh lớn nổ ra, Ryuma là người đầu tiên nằm xuống, và Whip đang bị dí bởi kiếm vũ đến từ Eri, và Eri đã nhận về cho mình một pha double kill. Má đang núp bụi và không ai hay biết vị trí của anh ấy đang trong bụi các bạn ạ. Vào lét trong bụi nữa này, lao đến hành trình siêu tốc liên quan đánh và giật bóng lui về. Mình không có dám trụ lâu bởi vì đồng đội team bạn nơi đó rất là đông các bạn ạ. Matt đã bị lộ vị trí và anh ấy bốc hơi một cách quá nhanh đi, lao đến hành trình siêu tốc liên quan đánh, giật bóng lui về, không có giao tranh nữa đâu nha. Tạm thời rút lui thôi, đây chỉ là tạm thời. Đồng đội của mình chơi như thế nào thế nha, chết hết nữa rồi, một người AFK, ba người chết láng à. Đậu xanh á, bây giờ chúng ta phải tiếp tục kế hoạch vào rừng và farm thôi. Đó chính là Superman, anh ấy đang dâm di con bùa thuật sĩ chăng? Không, đó không phải kế hoạch của anh ấy, đang muốn đẩy trụ thì hơn. Mình phát hiện điều này, không cho phép anh ấy làm điều đó. Liên quan đám cứu rỉa rất nhiều, anh ấy bật cho mình cái trạng thái Superman và có thể chạy thoát thành công. Còn tại khu vực trên thì như thế nào? Whip đang bị dí bởi Joker, Joker đang băng trụ hay gì đó. Và đó chính là cái hậu quả cho cái việc hổ báo băng trụ các bạn ạ. Và tin chắc rằng Joker đã có cái bài học. Mặc dù anh ấy có cái chiêu hai bịp bòm miễn giảm mọi sát thương vật lý, nhưng lượng sát thương từ trụ vẫn là rất khủng khiếp. Qua cái chết của anh bạn Joker, chúng ta có thể rút ra một bài học kinh nghiệm dành cho vị tướng Flash này. Đó chính là mặc dù chúng ta có được cái chiêu cuối lóc chân không có thể thoải mái băng trụ, nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi thực hiện điều đó. Eri cô ấy đang cố gắng ăn con quái rừng và đang thành công sử dụng cái phi tiêu, và đây chính là long kiếm. Mình vừa kịp bật cái lóc chân không né nguồn sát thương lên từ long kiếm, và Eri là một trong những vị tướng rất là khó truy đuổi và bị bắt trong Liên Quân Mobile. Vì vậy các bạn đừng tốn quá nhiều thời gian trong việc truy đuổi Eri, và đây sẽ là một pha tranh cướp quái rừng nữa các bạn. Sử dụng cái hành trình siêu tốc và đã ca ớt thành công con quái rừng. Vào lét đang cố gắng hạ ngục mình nhưng không thể nào truy đuổi được The Last bởi vì cái tốc độ của anh ấy là quá khủng khiếp đi. Whip đang bị dí và cô ấy đang chạy về nhà trong cái sự tuyệt vọng, và Whip đã phải nằm xuống tại khu vực đó bởi vì cái đạn xuyên đấu đến từ Violet, cái sức công khóa cũng như là cái tầm bắn của nó là quá xa đi. Sử dụng hành trình siêu tốc liên quan đấm bật cái lóc chân không và dứt điểm của Violet một cách quá là đơn giản đi. Violet mà gặp The Last thì xem như là tắt điện nha các bạn. Nhớ nha, Joker lao đến kích hoạt nội tại, mở bơm cười lên người của Ryuma. Mình lao đến cấu rỉa Joker, chủ yếu là hù dọa mà thôi, bay về hồi máu thôi. Đây sẽ là một giải pháp an toàn nhất cho các bạn, bởi vì máu chúng ta còn tầm khoảng 2000 máu thôi, làm sao mà chơi chọi được gì nữa chứ hả. Quá vừa rồi là một pha KO rất là ảo diệu đến từ Joker. Má tấn công vào Joker nhưng nguồn sát thương không có, bơm cười kích hoạt Ryuma. Ryuma đang cố gắng chạy nhưng không chạy được rồi em ơi. Mình lao đến sử dụng liên hoàn đấm bật luôn cái lóc chân không, và chắc chắn rằng Joker sẽ phải nằm xuống tại khu vực này. Eri cô ấy có thể chạy thoát bằng cái kiếm vũ của mình, và mình xin khẳng định rằng The Flash sẽ là khắc tinh của Joker. Cái combo chuẩn dành cho vị tướng này khi chưa có được level 4, các bạn sẽ dùng chiêu 1, sau đó đấm thường một phát, rồi thi triển cái chiêu 2 tức là liên hoàn đấm, sau đó giật bóng lui về nha. Nhớ nha, thực hiện chiêu 1 xong là phải đấm thường, sau đó dùng chiêu 2 rồi giật bóng lui về.
Thấp thoáng bóng dáng của Harry lao đến bằng kiếm vũ, bật cái long kiếm Butterfly lao đến. Tình thế đang rất nguy hiểm, mình sử dụng cái hành trình siêu tốc tháo chạy rút lui thành công đó. Chơi vị tướng Splash, các bạn sẽ có được một cái ưu thế như thế này. Khi gặp nguy hiểm, các bạn cứ bật cái chiêu hành trình siêu tốc để mà tháo chạy rút lui thôi. Nó rất là easy là như vậy đấy, rất là an toàn. Cái combo khi có được level 4 rồi, các bạn sẽ dùng cái chiêu 1, tức là hành trình siêu tốc. Và nhớ là hãy di chuyển như thế nào mà chúng càng nhiều đối phương thì càng tốt nha. Rồi đấm thường một phát để tiếp cận đối phương, kích hoạt nội tại. Rồi dùng ngay cái chiêu 2 liên hoàn đấm, tấn công xối xả, bật luôn cái chiêu cuối, xoáy chúng càng nhiều người thì càng tốt. Sau đó giật bóng lùi về, mình nghĩ là vẫn còn thời gian đó. Nếu như các bạn nhanh tay là vẫn còn thời gian nhá. Wow, và team bạn đang chơi một chiến thuật, đó gọi là chiến thuật móc đích. Superman lao đến sử dụng cái địa chấn không có tác dụng gì cả. Harry tấn công liên tục, bật cho mình cái long kiếm, nhưng mình đã kịp sử dụng cái hành trình siêu tốc né nguồn sát thương đó và giật bóng lui về, chủ yếu là lừa tình cô ấy mà thôi, không có tác dụng gì cả. Joker đang bị lạc đường đây này, cấu rỉa bằng đại bác và anh ấy sẽ không có ngày về. Anh ấy bốc hơi một cách quá nhanh đi, chưa kịp thấy tên của anh ấy là gì nữa. Một cái combo khác của vị tướng The Last này dùng để lừa tình là như thế này. Các bạn sẽ sử dụng cái chiêu 1, tức là hành trình siêu tốc, và chúng càng nhiều đối phương càng tốt nha. Và hãy tấn công những cái vị trí đứng xa mà là sát thương chủ lực của team bạn, chẳng hạn như là xạ thủ hoặc là pháp sư nha. Đánh thương một phát để tiếp cận, và khi đó team bạn sẽ quay trở lại bảo vệ các bạn, giật bóng lui về. Đó chính là Butterfly lao đến bằng cái hành trình siêu tốc, chủ yếu để làm chậm cô ấy mà thôi. Đó chính là Eri bật luôn cái đốc chân không, cô ấy đang nằm trong tâm bão và cô ấy sẽ được đưa về một nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến cái chết quá thương tâm, Butterfly lao đến dường như muốn báo thù cho đồng đội, nhưng cô ấy cũng phải e dè trước sức mạnh của đậu xanh CV. Và cô ấy đang làm gì đây? Cô ấy đang solo kill với Ryoma, và cô ấy đang hấp hối, cô ấy đang muốn trăn trối, và cô ấy trăn trối không kịp rồi các bạn ạ. Đó là hai điểm để hạ ngục dành cho đậu xanh CV, và xác suất cao chúng tôi có thể lấy được cái trụ thứ hai khu vực mid này. Nhưng nói gì thì nói, đó chỉ là xác suất mà thôi. Ryoma và Joker đang solo kill với nhau, máu Ryoma đang tuột dần như không phanh, anh ấy đang tuyệt vọng, anh ấy đang cầu cứu một cái sự giúp đỡ từ ấy đó. Mình đang cố gắng đến sớm đây, nhưng liệu có kịp hay không này? Chắc chắn là không rồi. Và Joker lao đến đặt một quả bom cười, hành trình siêu tốc kích hoạt, bật luôn cái lốc chân không, xóa bỏ nguồn sát thương đến từ bom cười, và Superman chắc chắn sẽ là người chết thay cho Joker trong tình huống này đây. Cái lưu ý thứ tư đó là như thế này, ở cái giai đoạn đầu trận á các bạn, đó là các bạn có thể sử dụng cái vị tướng The Splash này để mà tranh cướp bùa đối phương nha. Đứng từ khoảng cách xa, sử dụng hành trình siêu tốc, lao đến trừng trị một phát, giật bóng lùi về, đố cha thằng nào rượt kịp đấy. Đã xảy ra cuộc chiến tranh nhỏ nhỏ tại khu vực bùa xanh thì bạn Squib là người đầu tiên nằm xuống tại khu vực này. Matt đang cố gắng bơi, đang cố gắng lết về nhà bằng tất cả sức bình sinh của mình. Đại bác Joker bắn rất chuẩn, lao đến bằng cái hành trình siêu tốc, bật luôn cái lốc chân không, nhưng vấn đề là không hút được những sát thương chủ lực của team bạn. Đây là một sai lầm quá lớn dành cho đậu xanh TV, và cái kết cho anh ấy sẽ phải trả là vậy. Mặc dù sao, mình cũng đã hoàn thành cái việc cứu và hy sinh được cái đồng đội, đó chính là Matt, cũng như là đã thiết lập được một nền hòa bình tạm thời rồi các bạn ạ. Ryoma anh ấy đang núp lùm núp bụi gì đấy, không biết anh ấy có một cái kế hoạch, một chiến thuật gì chăng, chúng ta cùng nhau theo dõi nhá. Và tại khu vực đường trên thì như thế nào? Violet cô ấy đang đẩy rất nhiều, và có thể là cô ấy sẽ lấy thành công cái trụ cuối cùng khu vực đường trên đó. Đồng đội của tôi đâu hết rồi? Matt, Quip, Brad, Ryoma gì đâu, sao không ra bảo vệ? Và tại khu vực mid thì Ryoma đang bị dí, anh ấy đang cố gắng bơi về nhà bằng tất cả sức bình sinh, anh ấy có thể bơi về thành công, rất là may mắn cho anh ấy. Đừng có giao tranh, hãy đợi tôi. Anh ấy rất hổ báo, lao đến loạn trạm, nhất kích tứ sát, chiêu cuối bơm cười kích quạt. Ryoma là người đầu tiên nằm xuống tại khu vực này. Whip, ngay cả Whip cũng sẽ phải nằm. Joker chơi quá ghê đi. Matt quyết tâm báo thù cho đồng đội, anh ấy lao đến và đã hạ ngục thành công Superman. Biến về đi, đó là cơ hội duy nhất đấy, hãy biến về. Matt đang cố gắng biến về, và có biến về thành công hay không đây? Eri và Violet đến vừa kịp, anh ấy quá hên đi. Một giây nữa thôi là anh ấy đã phải bị mần thịt, mà chắc chắn rằng anh ấy sẽ phải trở thành một món ăn thân thù của người Việt Nam. Dịch nấu chao nữa rồi đấy, anh ấy rất hên. Tình hình hiện tại đang rất là căng thẳng, đòi hỏi mình cần phải tập trung cao độ và chiến đấu với một cái đầu lạnh, nếu không là team này sẽ thua mất mà thôi. Tình hình hiện tại đang rất là thọt, là 5-4 rồi, tập trung cao độ. Đậu xanh đó, con kinh công đã bị hạ ngục. Tình thế như thế này thì xử lý làm sao? 4-5 cộng với con kinh công, trời ơi là trời, cái thứ nào mà chịu nổi đây chứ hả? Joker đang đến, Joker đang rất hổ báo, công vào nhà chính thì mình có cả Violet nữa, cử hai nguồn sát thương chủ lực, lao đến hành trình siêu tốc, bật luôn cái lốc chân không, hút thành công hai người. Nhưng cái vấn đề là Violet có cái đạn xuyên thấu và cô ấy có thể xuyên tường chạy về thành công. Rút lui, Matt đang đến báo thù, anh ấy rất hổ báo, quyết tâm báo thù đồng đội và hạ ngục thành công Violet. Đó là một thành công anh ấy. Cô về
về được hay không đây, đó lại là một chuyện khác. Matt, anh ấy đang biến về và những gì chúng tôi có thể làm đó chính là cầu nguyện và hy vọng rằng anh ấy có thể toàn thay trở về mà thôi. Anh ấy đã bị phát hiện bởi Eri, Joker, Superman và cả Butterfly, máu tụt dần không phanh và đã phải nằm xuống sử dụng cái hành trình siêu tốc lao đến bằng cái lốc chân không hút thành công 4 thành viên tim bạn, hạ ngục 4 người. Cái quái gì đang xảy ra đây? Quá là kill, unbelievable. What the hell, tôi có làm cái giống đách gì đâu mà nhận được một cái qua la kêu chứ hả? Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, còn 13 giây nữa, 15 giây nữa chúng ta phải hoàn thành cái việc đẩy đi cái trụ tim bạn và thậm chí là lấy đi cái nhà chính của tim bạn. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Cố lên, 8 giây nữa, 7 giây nữa, cố lên nào anh em. Cái trụ cuối cùng khu vực đường mid này sẽ đẩy thẳng vào nhà chính của tim bạn và chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về cho team của đệ tứ. Và tôi Đậu Xanh TV sẽ nhận được cái gì? Nhận được một cái MVP hãnh diện với cuộc đời nào. Cố lên, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Vâng, và video mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy video hay bổ ích, các bạn đừng quên nhấn like and subscribe ủng hộ kênh mình nha. Và nếu là fan chân chính của mình, hãy share video này cho mọi người cùng biết nhé. Đừng kiệm lời, hãy comment đóng góp ý kiến bên dưới, mình sẽ tiếp thu và đọc tất cả các comment của các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video sau.